Bác sĩ đội tuyển Việt Nam nói gì về chứng mất trí nhớ tạm thời của tiền vệ Phạm Đức Huy? Sau pha va chạm bóng bổng với cầu thủ Mehdi Taremi của đội tuyển Iran, tiền vệ Phạm Đức Huy của đội tuyển Việt Nam đã bị mất trí nhớ tạm thời. Tại trận đấu chiều tối qua ở phút 56 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran, tiền vệ Phạm Đức Huy đã có một pha va chạm mạnh với cầu thủ số 17 của đội bạn. Sau đó, đầu của cầu thủ này đập mạnh xuống đất và lập tức được các bác sĩ đưa rời sân để chăm sóc. Tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ, anh bị mất trí nhớ tạm thời, không còn nhớ mình, được ra sân thi đấu gặp đội tuyển Iran. Tất cả thông tin từ sáng cùng ngày cho tới thời điểm bị chấn thương, Đức Huy đều không còn nhớ. Trao đổi với phóng viên chiều 13 tháng 1 năm 2019, bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, phòng khoa học y học thể thao, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia cho biết, Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm mạnh với cầu thủ Iran. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp trong thể thao. Những tình huống tranh chấp trong môn thể thao có tính đối kháng cực cao như bóng đá, boxing rất dễ dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và gây mất trí nhớ tạm thời. Người bị mất trí nhớ tạm thời thường sẽ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi giống nhau, quên mất đồ vừa để, quên các sự kiện mới diễn ra hoặc những thứ vừa đọc hoặc nhìn thấy trong khoảng 30 giây đến vài ngày. Tình trạng này thường xảy ra ở người già, cũng có xuất hiện ở những người trẻ tuổi do gặp phải chấn thương, chấn động mạnh ở đầu cũng gây nên chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ Thủy cho biết thêm, tình trạng của Phạm Đức Huy lúc này đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, cầu thủ này cần được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc thêm để không ảnh hưởng từ dư chấn sau pha va chạm mạnh. Phạm Đức Huy là cái tên quen thuộc của các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park. Tiền vệ này đã ra sân chơi trọn vẹn chung kết U23 châu Á và những đóng góp nhất định tại ASEAN 2018. Tại AFF Cup, Đức Huy cũng là người ghi bàn trong trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam. Bất lực trước Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo ra nhiệm vụ tối thượng cho học trò. Sau lời khen cho toàn đội, huấn luyện viên Park Hang-seo ra nhiệm vụ cho các học trò buộc phải thắng Yemen bằng mọi giá ở lượt đấu cuối vòng bảng. Đã không có bất ngờ nào xảy ra với tuyển Việt Nam khi phải đối đầu với đối thủ quá mạnh như Iran. Dù đã chiến đấu kiên cường, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đành chấp nhận thất thủ, tâm phục khẩu phục 0-2 trước đối thủ Iran. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam đã hẹp thêm rất nhiều. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. Quan trọng hơn, thầy Park cho rằng tuyển Việt Nam buộc phải thắng Yemen bằng mọi giá ở lượt cuối. Tôi hiểu họ rất mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu hết mình. Không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng chúng tôi có thể tiến lên nữa vì các cầu thủ còn rất trẻ và sẽ cải thiện nhiều hơn nữa trong trình độ chơi bóng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải chiến thắng ở lượt trận cuối. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ấy với quyết tâm là chiến thắng. Chia sẻ thêm về thất bại trước Iran, thầy Park không hề tỏ ra thất vọng bởi ông cho rằng các cầu thủ đã chơi tốt dù đối thủ quá mạnh. Ông cũng cảm thấy cảm thông cho các học trò khi không thể giữ sạch mạng lưới trong hiệp 1. Trên bảng xếp hạng FIFA, Iran rất mạnh và đã thể hiện điều đó trong trận đấu này. Tôi không nghĩ về những cầu thủ hay về bàn thua. Chúng tôi không nghĩ tới cơ hội kết thúc hiệp 1 với tỷ số 0-0. Đôi khi, đội có thể thủng lưới vì sai lầm hoặc có thể đối phương quá mạnh. Mất cầu thủ là một phần của bóng đá. Tôi sẽ có những toan tính và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói gì về cửa đi tiếp? Huấn luyện viên Park Hang-seo có những phát biểu sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran. Đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy khó khăn trước mắt, gặp đội tuyển Iran ở lượt 2 vòng bảng ASEAN Cup 2019 đã thua ngược 2-3 trước Iraq ở trận ra quân. Một chiến thắng đầu tay hay thậm chí là một kết hảo hòa đều khó khăn, khó đoán, và thất bại 0-2 trước Iran không phải là kết quả gây ngạc nhiên. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ sự tôn trọng rất nhiều cho đội tuyển Iran trước trận đấu. Ông tiếp tục khen ngợi sức mạnh của đối thủ sau trận đấu. Ông nói, hôm nay Iran cho thấy họ mạnh hơn nhiều so với đội tuyển Việt Nam. Không dễ để chiến đấu với họ.
Rất khó để vượt qua một đối thủ đẳng cấp cao khi mà Iran đang xếp thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là họ đứng thứ hạng cao nhất ở châu Á. Tôi không phải là người suy nghĩ tiêu cực, Iran thật sự rất mạnh và ngay cả nếu cầm hòa 0-0 ngay hiệp 1, đội tuyển Việt Nam e rằng vẫn không có cơ hội. Không dễ để giành điểm tại ASEAN Cup. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu là cố gắng thể hiện sức mạnh hết mình trước những đội bóng mạnh ở giải đấu lần này. Đây là một tập thể rất trẻ và tôi tin rằng đội bóng đang tiến bộ và hướng đến tương lai tươi sáng. Đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng nhóm và đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu và cửa đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào trận đấu gặp Yemen. Thầy Bắc khi được đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam không dễ để có thể tự quyết mình quyết định cơ hội lọt vào vòng trong. Đội tuyển Việt Nam phải thắng ở lượt trận tới. Chúng tôi ghi 2 bàn và thua 5 bàn khiến hiệu số giờ là -3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có được 3 điểm ở trận đấu cuối gặp Yemen. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từ chối chỉ tên bất kỳ học trò nào trong 2 sai lầm, 2 bàn thua hôm nay. Tôi không nghĩ vấn đề nằm riêng ở cầu thủ nào, ở bàn thua nào. Đôi khi chúng tôi thua vì sai lầm cá nhân, nhưng hôm nay là đối thủ quá mạnh và tôi không đề cập tới bất kỳ cầu thủ nào. Nói. Đặng Văn Lâm đền bù hợp đồng 3 tỷ, câu lạc bộ Hải Phòng tiếc đứt ruột. Với một ngôi sao lớn như Đặng Văn Lâm, nhưng câu lạc bộ Hải Phòng chỉ được nhận lại 3 tỷ tiền phá vỡ hợp đồng khiến đội bóng này cảm thấy tiếc đứt ruột. Ngay sau khi có thông tin Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu từ mùa giải 2019, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Trần Mạnh Hùng đã tiết lộ mức phí phá vỡ hợp đồng của thủ thành 26 tuổi này với đội bóng đất cảng. Ông Hùng cho biết, sau khi cộng hết các khoản từ lương đến phí bồi hoàn hợp đồng, Lâm Tây sẽ phải trả cho câu lạc bộ Hải Phòng khoảng 3 tỷ đồng. Sắp tới, hai bên còn ngồi lại với nhau để giải quyết nốt một số thủ tục, tuy nhiên mức đền bù gần như không có nhiều thay đổi. Ông Hùng thừa nhận đội bóng đất cảng dù rất muốn giữ chân ngôi sao số 1 của mình nhưng đành bất lực bởi số tiền đền bù khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quá thấp và dễ dàng bị phá vỡ. Theo người đứng đầu câu lạc bộ Hải Phòng, trước đó ít ai nghĩ Văn Lâm lại có thể vụt sáng trở thành một ngôi sao lớn ở tuyển Việt Nam như hiện tại, nên không tính đến trói hợp đồng bằng chục tỷ hay triệu đô nên giờ đành phải chấp nhận. Về phần mình, thủ thành Văn Lâm thông qua người đại diện đã chủ động gửi đơn xin thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng và thể hiện nguyện vọng muốn được ra nước ngoài thi đấu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1. Sau khi cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, nếu tiếp tục ở lại Việt Nam, tôi vẫn có những điều kiện thuận lợi cũng như sự quan tâm ủng hộ của tất cả mọi người. Nhưng tôi không muốn đặt mình trong vùng an toàn mà thích dấn thân, đương đầu với những thử thách để có trải nghiệm mới trong sự nghiệp thi đấu của mình. Quan trọng là tôi chưa muốn dừng lại và hài lòng với bản thân mình. Tôi luôn muốn học hỏi. Văn Lâm chia sẻ. Hiện tại, Văn Lâm đang cùng tuyển Việt Nam tập trung tại Qatar, chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019. Được biết, thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ lên đường sang Thái Lan ngay sau khi ASEAN Cup 2019 khép lại để cùng Mangthong United chuẩn bị cho Thai League 2019 khởi tranh ngày 22 tháng 2 tới. Câu lạc bộ Mangthong United cũng đã có kế hoạch tổ chức buổi lễ họp báo và ra mắt hoành tráng dành cho Đặng Văn Lâm. Gia nhập đội bóng xứ Chùa Vàng, người gác đền cao 1m88 của đội tuyển Việt Nam có thể nhận mức lương hơn 10.000 đô la Mỹ một tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi không rời Việt Nam, tôi còn đói dân hiệu. Sáng ngày 31 tháng 12, tờ báo New Zone của Hàn Quốc đã đăng tải về những phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo, đang nói huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam để chinh phục thêm nhiều danh hiệu khác trong tương lai. Tôi sẽ không rời Việt Nam, chẳng việc gì phải đi đâu cả, trước mắt là mục tiêu ASEAN Cup, nhưng tôi còn rất nhiều mục tiêu quan trọng trong tương lai. Hợp đồng của tôi còn thời hạn một năm nữa mới kết thúc và tôi còn đói những danh hiệu. Tôi muốn tiếp tục gắn bó để phát triển bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo nói trên tờ báo New Zone. Sở dĩ huấn luyện viên Park Hang-seo nói điều kể trên là truyền thông Hàn Quốc cho rằng có một số câu lạc bộ K-League giải vô địch quốc gia Hàn Quốc muốn mời huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam về làm việc. Tuy nhiên, ông Park khẳng định không phải đi đâu vì có tham vọng giành thêm danh hiệu với tuyển Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Park không ít lần bày tỏ niềm hạnh phúc lớn trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Park đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tột cùng trong năm 2018 sau khi liên tiếp mang đến những thành công lớn với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2018.
Lời phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo trên truyền thông Hàn Quốc được xem là món quà lớn cho người hâm mộ Việt Nam trước thời điểm kết thúc năm 2018. Nhiều ý kiến lo lắng huấn luyện viên Park có thể chia tay bóng đá Việt Nam sau một năm gặt nhiều thành công vang dội. Bây giờ, huấn luyện viên Park khẳng định chắc nịch không rời Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng năm 2018 là khởi đầu cho bóng đá Việt Nam. Thay vì nghe nhiều sự tán dương bởi sự nổi tiếng như cơn gió, điều quan trọng là sau những thành công trong năm 2018, cần có thêm những bước tiến cho tương lai. Trong năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam sẽ bước vào thử thách đầu tiên là vòng chung kết ASEAN Cup. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng D với những Iraq, Iran, Yemen. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành 4 điểm để có vé vào vòng đấu loại trực tiếp.